Trương Hằng và thân thế cực khét ít ai biết đến. Showbiz Hoa ngữ những ngày qua liên tục chấn động với scandal chưa từng có trong lịch sử. Trịnh Sảng, mỹ nhân nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp thanh xuân trong sáng, lại bị tố bí mật kết hôn nhờ người mang thai hộ nhưng lại đòi phá thai, vứt con cho người khác. Những tình tiết được blogger chia sẻ cập nhật từng giờ từng phút khiến cho người hâm mộ sốc lên sốc xuống. Tuy nhiên nhờ đây mà Trương Hằng trở thành nhân vật nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Từng bị gắn mác CEO dởm, lừa tiền lừa cả tình, vậy Trương Hằng là ai mà khiến Trịnh Sảng một thời mê đắm gắn bó? Phú nhị đại tốt nghiệp trường top của Mỹ. Trương Hằng sinh năm 1990, quê tại Hồ Bắc, Trung Quốc, sau đó cùng bố mẹ tới Thượng Hải. Trên diễn đàn Teen Anya, một blogger miêu tả Trương Hằng là phú nhị đại, từ dùng để chỉ các cậu ấm sinh ra trong gia đình giàu có, nổi tiếng của Thượng Hải, có bố mẹ làm kinh doanh. Ngay từ nhỏ, Trương Hằng đã được bố mẹ gửi sang nước ngoài học tập và rèn đức tính tự lập. Khác với nhiều cậu ấm cô chiêu có thành tích học tập lẹt đẹt, Trương Hằng gây bất ngờ khi tốt nghiệp Đại học Ohio, nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất nước Mỹ. Anh cũng là một trong những người sáng lập Đại hội bóng rổ các quốc gia châu Á và Kingdom Basketball League. Về nước, Trương Hằng đầu quân về cho Youku, trở thành nhà sản xuất cấp S cho loạt show đình đám, đồng thời là phó chủ tịch công ty Maker Planet, công ty sản xuất robot. Ngoài ra là tổng giám chế cuộc thi đấu robot toàn cầu mang tên KOB. Vì niềm đam mê với robot mà Trương Hằng chịu trách nhiệm sản xuất cho các chương trình của đài Youku về lĩnh vực này. Chính vì vậy, Trịnh Sảng, người tham gia show It's Fighting Robots mới có cơ hội gặp và từ đó nảy sinh tình cảm với Trương Hằng. Chiều cao lẫn nhan sắc nổi bật, hoàn toàn xứng đôi bên Trịnh Sảng. Vốn là người yêu thích bóng rổ, Trương Hằng sở hữu chiều cao 1m85 ấn tượng. Xuất hiện bên Trịnh Sảng, Trương Hằng từng nhận được lời khen xứng với nữ diễn viên vì nhan sắc và chiều cao đáng ngưỡng mộ. Nhà giàu, học giỏi, điển trai, Trương Hằng đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết. Gu ăn mặc đĩnh đạc trưởng thành của Trương Hằng cũng ghi điểm lớn trong mắt người hâm mộ. Chẳng cần những bộ cánh màu mè, chọn cho mình áo phông hoặc sơ mi, Trương Hằng đã tỏa sáng không kém gì bạn gái xinh đẹp. Cả hai bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 8 năm 2018 và nổi lên tin đồn chia tay vào tháng 10 năm 2019 và chính thức thông báo chia tay vào tháng 12 năm đó. Dù gia cảnh giàu có, từng học tại trường danh tiếng của Mỹ hay có nhiều tài năng lẻ, nhưng có thể nói Trương Hằng là người bạn trai luôn không được lòng fan của nàng Hoa Đán khi liên tục bị soi mói và nhận nhiều chỉ trích về hành động của mình đối với bạn gái. Vì kém nổi tiếng hơn bạn gái mà lúc đầu Trương Hằng bị gắn cho biệt danh là kẻ ăn bám, thậm chí thông tin anh cùng người yêu hợp tác mở công ty chung càng khiến dư luận khẳng định Trương Hằng muốn dựa hơi Trịnh Sảng để kiếm tiền. Nhưng thực tế, công ty đó Trịnh Sảng là đại cổ đông, Trương Hằng chịu trách nhiệm pháp nhân. Người hâm mộ lại phát hiện Trương Hằng lúc đó không có nghề nghiệp ổn định và phải làm trợ lý cho bạn gái. Thời điểm đó, nữ diễn viên được xem là bỏ bê sự nghiệp, thử kinh doanh theo lời của người yêu nhưng đều đầu tư thất bại. Nên Trương Hằng cho mắt công chúng không khác nào là một kẻ tồi tệ, họ liên tục chê trách anh. Trong suốt thời gian yêu đương, cả hai luôn bị dòm ngó và nhận về không ít bình luận ác ý, chỉ trích, tạo áp lực cho cả hai. Trương Hằng dù cố gắng nhưng vẫn không làm thỏa lòng người hâm mộ của Trịnh Sảng. Vào tháng 10 năm 2019, nhiều tin đồn cả hai đã đường ai nấy đi, khiến cả Trung Quốc xôn xao. Còn bất ngờ hơn nữa chính là tin Trịnh Sảng quyết định kiện bạn trai cũ Trương Hằng do phát sinh tranh chấp tài sản trong quá trình hợp tác đầu tư. Thậm chí một tài khoản được cho là của Trương Hằng thông báo sẽ bóc phốt nàng Hoa Đán về tính cách tồi tệ của cô. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, Trương Hằng đăng tải một bài viết với nội dung mệt mỏi vì bị tung tin đồn giả như trốn nợ, cho vay nặng lãi, bỏ trốn qua Mỹ. Điều này đã ảnh hưởng không ít đến anh và người thân. Anh cho biết thêm, sở dĩ anh ở Mỹ lâu như vậy vì phải chăm sóc và bảo vệ hai người con nhỏ của mình. Theo đó, Trương Hằng chia sẻ trong vòng bạn bè, hai đứa bé là một trai một gái. Một vài nguồn tin còn đồn thổi rằng Trương Hằng và Trịnh Sảng chính là cha mẹ thật của hai đứa bé. Họ từng qua Mỹ vào tháng 1 năm 2019 và dùng phương pháp đẻ thuê. Người đó còn nói mình sẽ không xóa Weibo, chấp nhận ra tòa nếu bị kiện. Trên Duban có người tra được ký lục hồ sơ tại Mỹ của Trịnh Sảng, thua kiện về quyền nuôi nấng con cái. Bạn của Trương Hằng còn tung giấy khai sinh, chứng minh mẹ của hai đứa nhỏ là Su Ang Giang. Theo giấy khai sinh mà bạn Trương Hằng đăng tải, thì hai tờ giấy khai sinh, một tờ tên là ký lục giấy khai sinh bang Nevada,
giới tính nữ, sinh ra vào ngày 4 tháng 1 năm 2020. Tên mẹ là Suang Giang, 28 tuổi, bố là Hang Giang, 29 tuổi. Một phần giấy khai sinh khác là ký lục giấy khai sinh bang Colorado, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, bạn của Trương Hằng còn nói: "Đúng là Trương Hằng ở bên Mỹ chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Sau đó cũng vì quý cô Trịnh Sảng không phối hợp việc làm giấy tờ, khiến cho anh ấy và hai đứa nhỏ không thể hợp pháp về nước được, cho nên anh ấy không thể về nước. Trương Hằng ở bên đó bị áp lực rất lớn." Trước đó, một blogger nổi tiếng với gần 2 triệu lượt theo dõi trên Weibo đã phát hiện Trịnh Sảng, Trương Hằng cùng hợp tác mở công ty mang tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Chức năng Nhân lực. Theo đó, Trịnh Sảng bỏ ra hơn 13,6 triệu nhân dân tệ, gần 46 tỷ Việt Nam đồng, chiếm 68% cổ phần, là cổ đông lớn nhất công ty. Còn Trương Hằng chỉ bỏ ra 6,4 triệu nhân dân tệ, khoảng 21,5 tỷ Việt Nam đồng, chiếm 32% cổ phần, giữ chức giám đốc điều hành. Fan hâm mộ Trịnh Sảng mỉa mai rằng, với sự chênh lệch này khác nào thần tượng đang bỏ ra phí yêu đương trong vòng nửa năm để bạn trai mở công ty. Nhiều fan hâm mộ nàng Tiểu Hòa chủ tài phân tích, một số cảm thấy Trịnh Sảng thua lỗ, số khác lại cảm thấy Trịnh Sảng rất có thể bị lừa. Thế là tập đoàn fan hâm mộ này liền chạy đến nick Weibo Trương Hằng để châm chọc khiêu khích. Những bình luận này nhanh chóng khiến Trương Hằng chú tâm đến. Trương Hằng phủ nhận mình là người đàn ông ăn bám, thế nhưng fan hâm mộ Trịnh Sảng vẫn không thôi tức giận. Ngược lại còn khuyến cáo Trương Hằng, nếu thật sự anh muốn gây dựng sự nghiệp thì phải dựa vào chính mình, đừng lợi dụng danh tiếng của Trịnh Sảng. Nếu làm được, tôi liền gọi anh là Nam Tử Hán. Nhưng kỳ thật, bản chất sự việc này fan hâm mộ Trịnh Sảng đã hiểu lầm. Đầu tiên, Trịnh Sảng cùng bạn trai mở công ty trở thành đại cổ đông. Trương Hằng đảm nhận gánh trách nhiệm pháp nhân. Nếu như tương lai công ty kiếm ra tiền, Trịnh Sảng sẽ thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu gặp chuyện không may dính dáng đến luật pháp, bạn trai của Trịnh Sảng sẽ là người đứng ra lãnh trách nhiệm. Nhìn nhận bản chất sự việc, Trương Hằng không hề giống một kẻ ăn bám phụ nữ. Theo như phần giới thiệu về bản thân trên Weibo của Trương Hằng cho thấy, anh là phó tổng của một công ty mặc dù tuổi còn khá trẻ. Ngoại trừ gia cảnh giàu có, thì bản thân Trương Hằng cũng rất nỗ lực trong công việc.